Để giống như tôi, xin chào các bạn nha. Hôm nay tôi sẽ review lại một cái quán trà sữa Aeron nằm trên tuyến đường Phạm Hùng, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang các bạn ơi. Quán trà sữa này bạn thấy không? Thiết kế rất là đẹp và nhiều người đến đây để uống trà sữa các bạn. Xe sắp hàng lớp luôn các bạn. Không gian giờ vào lúc giờ này là 19:30 nha các bạn. Và chúng ta bắt đầu đi vào bên sâu bên trong quán trà sữa coi có gì bên trong nhé. Và tôi cũng là dắt các bạn lên tới tầng trên thượng trên đó. Ở đây thì quán trà sữa gồm có 2 tầng các bạn. Tầng 1 và tầng 2. Tầng 2 là tầng sân thượng đó các bạn. Và tiếp theo là chúng tôi sẽ đến tất cả mọi người một sáng tác nhạc sĩ Đỗ Bảo ạ, có được mang tên Đôi Giày Lìa. Xin mời tất cả mọi người cùng lắng nghe. Lửa đang trôi,
chương trình giao lưu tối ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời phần giao lưu của bạn Phong ạ.